đại diện dân cử Mỹ gặp đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam để bàn thảo về nhân quyền Việt Nam thời gian qua. Vào ngày thứ tư tại thủ đô Washington DC, dân biểu Ed Royce, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ có cuộc gặp với đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Ted Osius. Tình cho biết hai người thảo luận tiến trình cải tổ quyền con người cho Việt Nam, đặc biệt trong hai lĩnh vực chính trị và tôn giáo. Dân biểu Ed Royce nhân dịp này nhắc lại điều ông từng nhiều lần khẳng định trước đây là nếu Hoa Kỳ và Việt Nam muốn thăng tiến quan hệ song phương, thì điều tiên quyết là nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng những quyền căn bản của người dân Việt Nam. Ông dân biểu Ed Royce cũng không quên nhắc lại với ông đại sứ rằng Human Rights Watch, giám sát nhân quyền, từng chỉ trích hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Việt Nam, rằng cuộc bầu cử mà Hà Nội cho tổ chức hồi năm ngoái không phải là một cuộc đầu phiếu tự do và công bình. Cũng vào ngày 4 tháng 4 tại thủ đô Washington, D.C., dân biểu Alan Lowenthal tiếp đại sứ Tess và nghe ông trình bày những sự kiện liên quan Việt Nam đáng chú ý như sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung do Phọc Mô Sa gây ra, những vụ tranh đấu đòi quyền con người đang tiếp diễn trong nước, việc vận động trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Vấn đề tù nhân lương tâm còn bị giam giữ như trường hợp luật sư Nguyễn Văn Đài, mục sư Nguyễn Công Chính, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, cũng được dân biểu Lowenthal cũng như đại sứ Osius nhắc tới. Trong thông cáo báo chí đưa ra chiều ngày 4 tháng 4, dân biểu Alan Lowenthal bày tỏ sự khích lệ đối với ông đại sứ Ted Osius, không chỉ trong lĩnh vực bang giao Mỹ-Việt mà còn cổ vũ mạnh mẽ cho quyền con người ở Việt Nam, vấn đề mà cộng đồng người Việt khắp nơi ở Hoa Kỳ luôn quan tâm và lên tiếng.